khuyên anh em mà đến vườn thì mình thì thôi đừng bắt anh em nhé, để lại cho mình nuôi. Mẹ, tin vay 2 triệu nhé. Đây. Đây tiền nào mình được không? Hả? Tiền nào mình thì được không? Tiền nào cũng được. Đấy bán mít mới được, có cần đẩy tiền đấy đấy. Nào có trả sau mình nhé. Không có ai thôi nhé. Đấy cái mẹ đá người ta xem người ta ấy đấy. Tiền đấy. Nếu cho giấu tiền mẹ mình. Cái này có tiền đi chơi. Ấy yo, xin bạn trở lại với channel Hậu Cáo anh em ơi. Thì là ngày hôm nay mình mới bị nhuộm tóc anh em ạ. Ra thu hoạch mít để cắm lên cho người yêu. Nhát thì giới thiệu với anh em một tổ chim nó lại làm ở vườn trong nhà nữa anh em ạ. Nó làm ngay ngoài vườn này. Hôm nay là ra quay cho anh em xem, mà tức là mình với mẹ mình sẽ đi thu hoạch mít như nào anh em nhé. Tại hôm nay là không báo trước mẹ đúng không, nên là không chuẩn bị được trước mít, nên bây giờ phải ra vườn để đi cháy mít anh em ạ. Đó, lấy thang. Đấy thì hôm nay đã cầm quả mít lên cho người yêu ăn. Thì ở quê mà anh em, không có gì ngoài hoa quả hết anh em ạ. Thực sự anh em nhìn đấy, nhà mình là một vườn mít rất là nhiều luôn. Mà nhà mình còn tầm 3-4 vườn là đào trồng mít hết. Và sen kẽ thì rất là nhiều luôn. Đấy thì quay toàn bộ số mít cho anh em xem. Và nhát thì đến tí này thì sẽ xuống vườn, xuống đoạn cuối kia, quay cho anh em xem tổ chim chích chòe làm trong ống tre 5 con. Ghê không hề nói điêu. Hôm nay là xuống vườn lại phát hiện ra chim giết các kiểu anh em ạ. Mít thì mình nhiều lắm, toàn mít to đùng thôi. Mỗi một ngày thu hoạch còn gần 1 tạ anh em ạ. Mà ngày nào cũng như ngày nào. Đấy, để cho anh em xem nhá. Nhưng mà tóc mới đéo anh em. Cũng được phết nhỉ. Màu trắng nhưng mà hiện tại bây giờ đang màu xanh, tại vì nó khứ ấy. Nó ra hơi màu xanh xanh nhạt thì rồi nữa. Sau 1-2-3 lần gội nữa sẽ thành màu trắng. Đó. Đây. Đây là vườn mít nhà mình. Nhưng ngày xưa còn nhiều quả to nữa cơ. Dạo này nó cái gì ấy, nó nhiều lắm, nhiều mít cực luôn. Đấy, anh em nhìn này, mít to chưa? Dã man chưa anh em? Lại tóc mới anh em ạ, xem nó có thay đổi phong thủy không. Đó, bây giờ chặt quả này xem quả nào chín rồi cầm lên cho người yêu anh em ạ. Hay bảo thích ăn mít. Mình thì nhà mình sẵn hoa quả quá, nên là những cái loại hoa quả nhà mình có thì mình không hề thích ăn. Chỉ thích cái loại ăn những cái loại mà nhà mình không có thôi. Năm nay bán được nhiều mít không mẹ? Mới bán thì hầu như là toàn bố mẹ mình làm vườn, nên mình ít khi ra làm vườn lắm, tại vì mình còn nhiều việc. Thế mẹ chào anh cháy nhé. Nhé, con mặc quần chặt không nên. Có nên không? Đây thì anh em nào mà muốn mua mít thì liên hệ mẹ mình em nhé. Thì ở chợ con, mẹ mình ngồi ngay cổng chợ con, mẹ mình đi bán mít với các thứ. Tóm lại là mùa nào thức đấy anh em ạ. Mẹ mình cứ mùa nào mẹ mình bán rồi đấy. Anh em mà ủng hộ thì ra chợ con ủng hộ mẹ mình. Đây em nha, mẹ mình trèo tít từ cây rất là cao. Anh em thấy, bác thang xong rồi trèo lên tận ngọn luôn. Để vặt quả mít cho người yêu đấy anh em ạ. Trèo ngang mình nhá. Có không cầm dao? Anh em thấy mẹ mình đáng cơ. Ngày xưa lúc mà chưa đẻ mình, mẹ mình đi buôn cau ấy, nó cũng trèo cau các kiểu ấy. Nên đỡ. Khéo rơi đầu luôn nhá. Ngày xưa một thời là cũng buôn cau ấy. Tối mẹ mới chơi kín. Bắt một quá chưa? Một quá. Quay chín ăn được chưa? Ui, lạnh quá. Anh em này. Quả mít chặt vẫn còn nhựa luôn. Nhà mình là không dấm thuốc, không các kiểu đâu. Nhà mình là kiểu là mít chín cây mang đi bán anh em ạ. Chứ không phải là ấy đâu, toàn mít ngon, mít vườn đấy. Đấy thì vặt ngay vườn quả mít tí cầm lên cho người yêu anh em ạ. Quả này chắc tầm quả được 7 cân đâu. Đấy đầu mùa nó chín hết. Đầu mùa. Và cây quả này mũi to rồi nhưng đây đây được cái đấy mang về đây trên tối mẹ mới đi mẹ quá tối đi đây chứ anh em mà nhà mít được gọi bạt ngàn tận kia nữa, cây này gần chết này, nhiều lắm, cứ thấy que gõ này phát hiện ra mít ngay, tại vì quen rồi anh em ạ. Tiếp tục lại khoe tóc cho anh em xem, nhưng cái màu này không biết là nó cứ nghĩ. Mẹ thấy con nhuộm tóc nào mẹ? Mẹ không thích con nhuộm tóc, mẹ thích con đầu đen thôi. Đầu đen nhưng đầu đen nó không hợp. Ảnh hưởng sức khỏe đấy. Không vừa đâu. Nhưng mà nhuộm tóc trông nó trẻ hơn nữa. Không thích màu đấy. Thế màu nào? Thích màu đen, thích tự nhiên. Thì... Nhưng mà màu này trông đời anh em. Đó. Màu hơi xanh nhạt nhạt anh em, chứ không phải màu trắng cả đâu. Đi, giờ tiếp tục là giờ về. Thế là hôm nay Hà Nội nhá. Thế mày ăn cơm gì vậy? Chưa. Đấy là nấu cơm mà. Ôi. À, bây giờ sẽ đi xuống dưới vườn này cho anh em xem tổ chim anh em nhá. Nó làm ở trong ống tre. Tổ chích chòe 5 con. Đó. Đã đâu. Nhà mình ở lông, ở quê ấy. Nhưng mà nhuộm tóc người ta cũng hay đánh giá. Mà thôi kệ, mình cái sống nào được đúng không ạ? Mẹ nhỉ? Bố không nói gì con hả? Cái này tùy con chọn chứ mẹ là mẹ không giúp cho con mạ tóc. Tóc thì lấy tóc tự nhiên là đẹp nhất. Đây. An toàn nhất. Mít đây. 1, 2 rất là to. Dã man luôn. Hả? Đây nữa, cây nhiều mít lắm. Cây này ngày xưa hồi bé mình là hơn 100 quả mít cơ. Nhưng mà dạo này nó chặt hết đi đấy, để những quả to để lại cho nó nuôi quả to. Đó. Đây nữa. Vườn mít luôn. Đây. Thôi anh em ạ. Bây giờ là không nói nhiều đấy anh em nhá. Xuống dưới vườn để cho anh em xem tổ chim chích chòe. Anh em ơi, hiện tại là tổ chim nó nằm trong đây anh em nhá. Anh em nhìn này. Mà không là sao mà con chim nó cũng phải to bằng tầm 3 ngón tay mà nó vẫn chui đây mà nó ấp trứng các kiểu đây, ống tre đây anh em ạ. Thì là khuyên anh em là thôi lâu lắm này mình mới bắt được tổ chim chích chòe ở vườn gần nhà, thì khuyên anh em là ai mà xem được video thì đừng bắt chim của mình cũng không thích, để cho mình lấy 1-2 con nuôi chẳng hạn. Bây giờ anh em bắt chim mình nuôi đúng không? Mà thôi anh em nhé, thôi tối này mình không quay được chi tiết đâu, nên là anh em vào xem video này thôi anh em đừng bắt, tại vì đây mình cũng trông đợi các kiểu rồi anh em bắt mất mình cũng buồn chứ anh em. Đây cho anh em xem tổ chim này. Đấy, to đùng luôn này này. Thấy không? Đây anh em ạ, tổ này là 5 con anh em nhé, không biết anh em có nhìn rõ không nữa nhưng mà đây để mình phải nghiêng cái tổ này ra quay cho anh em xem rõ hơn, chứ trong cái tối lắm anh em nhé. Tổ này là 5 con đấy, quay gì không sáng này. Để sáng nha anh em. Đây anh em nhé, tổ này là 5 con. Như em xem ấy, nó kiểu gì tối đây này mới sáng. Đây. 5 con luôn, đẹp chưa anh em? Đấy, ông Trang này gần nhà thôi. Em có cái tổ chim này. Em khuyên anh em mà đến vườn thì mình thì thôi đừng bắt anh em nhé. Để lại cho mình nuôi. Thử mấy con này cũng đẹp đấy anh em ạ. Chích chòe anh em nhé, 5 con, đẹp luôn. Cái tổ là đây. Thôi em nhé, quay tầm tạm thôi chứ anh em bắt mất thì mình cũng buồn. Chim nó nằm ở tầm này, cái rác này như này. Nói bé người lộ người ta lại bắt mất thì tôi. Ui dính quá. Phải chín đấy. Ui. Con này mẹ con nào cũng quên mất rồi. Mẹ ơi. Mẹ. Con này nữa. Ô bà già đâu đây. Con này nữa. Máu đấy, cửa thùng sao mà mở cửa thùng con cắm lặng lắm này. Giật con đá trong kia nó lắng không, cứ đá đi hơn tiếng hồ lắng đá xong vứt cái ba lô vâng dính quá mẹ. Trong xe này lắng rồi. Hả? Lắng ăn mất ngon. Đi vay 2 triệu nhé, hết tiền rồi. Mẹ lấy áo của thằng gì quên, thế mẹ mang hết quần áo xuống con đấy mẹ. Mẹ, tin vay 2 triệu nhé. Đây. Đây tiền nào mình được không? Hả? Tiền năm mình được không? Tiền nào cũng được. Khổ quá anh em ạ. Cái dạy gái này là cái dạy ngu người đúng không? Rồi vay mẹ tiền. Đấy đeo tiếng đi ô tô ấy, đúng không? Đấy bán mít mới được có cần đẩy tiền đấy. Thế nhiều anh nhỉ? Được có cần đẩy tiền. Cả bao nhiêu vườn. Má có trả sau này nhé. Không có này thôi nhé. Đấy, cái mẹ đá người ta xem người ta ấy đấy. Tiền chứ cho giấu tiền mẹ mình. Cái này có tiền đi chơi. Nếu các bạn cảm video này hay, hãy nhớ là bấm đăng ký kênh để ủng hộ Hậu Cáo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Hậu Cáo. Chào các anh em, bye bye, chào anh em nha.